Poodle hay là chó bớt đồ trong tiếng Đức có nghĩa là loại chó săn vịt hay chó biết bơi. Đây là một cái loại chó dễ thương và khá trung thành. Mời cả nhà xem nó diễn trò. Ở nước ngoài, ví dụ là Đức, thì người ta coi chó này là một cái giống chó săn vịt vì cái khả năng bơi lội của nó và lặn rất là giỏi. Với cái đặc điểm bộ lông của nó là không có bị rụng trong cái lúc thay lông giống như những cái loại chó khác, nên hiện người dân ở Việt Nam cũng rất là thích và thường hay nuôi làm thú cưng. Thì con Poodle này nó có khoảng tầm 2 tháng tuổi hơn gì đó, thì người bạn này chia sẻ nó là cũng dễ thương và khá thông minh, nên bạn đặt tên là Bia vì chủ nhân của nó rất là thích bia. Rồi em này cũng có một cái đặc điểm là cũng thích khô mực giống như chủ luôn. Bia mà thích khô mực là đúng bài luôn cả nhà ơi. Rồi mời cả nhà mình xem một số cái hình ảnh dễ thương của em nó để rồi mình có cái sự lựa chọn giữa chó nhà hay là chó Poodle để mà mình làm thú cưng cho mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những cái video gần nhất. Xin chào. Con múa. Múa đi. Đứng lên. Cứ tập cho nó chập á. Đứng lên. Để anh dạy cho nó chập, nó mốt nó quen rồi. Chập sao? Nó chập tên rồi. Nó chập giống như mấy chó nhà mình á. Đó, đứng lên. Nó không dám. Thôi vậy đó. Mấy tháng tuổi? 10 chắc được 11 tháng rồi. Không nhớ rồi. Khôn ghê không vậy, cho vậy mà còn không dám ăn. Thôi kệ, mình tập kiểu sao cho nó ngoan cũng được. Không nhất thiết gì phải giỏi. Bóp không ăn khô mực không à, mà không cho người ta uống bia. Bia. Nó tin bia rồi đó. Tin bia luôn hả? Hơi bị ngầu á. Bia phải ăn với khô mực chứ, đúng rồi mấy con. Chúc con buổi sáng vui vẻ nha, tạm biệt nha, bye bye nha, cưng quá à.